ủng hộ mày sáng nay vẫn không có mua bánh bò ăn được, thôi dưa lợn ăn được mà. Dưa lợn mềm cũng đói gì chứ. Mình không lấy tiền sướng hơn. Ừ. Cái tôi nói là bằng máu không chú ý. Ừ. À, mình không lấy tiền mà sướng hơn. Ừ. Chứ để vô đây chi mà cho nó mệt cái ăn xác của mình. Ừ. Rồi anh đi kiếm chỗ gốc cây gì đó để mà dựa vô ngủ cho nó khỏe cái ăn xác. Chứ nếu mà anh gờ vô hoài chắc tôi độ anh sống không họ. Cái sự tôi nói là mới mốt anh cũng kinh nghiệm lại rồi. Con người mà muốn tiền bạc quá nó cũng mắc tâm linh của mình ha. À. Mình làm cỏ này chi anh Tú? Trời ơi, đó, anh thấy khỏe không? Khỏe không? Rồi. Anh thấy gì khỏe không? Khỏe mà lạnh quá. Lạnh gì đâu mà sống nó mới họ. Mặc dù được Mạnh Thường Quân ủng hộ hàng trăm triệu nhưng sáng nay đi làm Út Nhất vẫn không mua nổi cho mình một cái bánh da lợn. Đó là lời nói của những anh em sáng cà phê với nhau thôi. Chứ thật ra thì sáng ngày hôm nay Út Nhất phải lật đật đi làm sớm. Và Bùi Hồ hỏi Út Nhất có ăn gì không, thì Út Nhất nói muốn mua bánh cam bánh còng gì cũng được. Và vì găng của Út Nhất chưa có làm xong á cô bác quý anh chị, nên sáng nay thì Bùi Hồ có mua cho Út Nhất những cái bánh da lợn. Và ở đây thì Bùi Hồ hỏi sáng hỏi Út Nhất là có bao nhiêu người làm, thì Út Nhất nói là có 8 người làm. Thì ở trong đây là có 8 cái bánh da lợn có 40 ngàn thôi, nhưng mà đủ no cho đến trưa. Và bây giờ thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị tiếp tục cùng với Bùi Hồ về cái mảnh đất ở dưới, gần cái đuôi cồn dưới kia, là một cái nơi bù đắp rất là nhiều phù sa. Và Bùi Hồ sẽ quay một cái cảnh Út Nhất nhổ hành cùng với lại những người làm chung với mình, một cái phong cảnh miền quê thật là yên ngã như thế nào và cuộc sống lao động của những người dân nơi đây ra sao. Mời cô bác quý anh chị cùng tiếp tục hành trình theo Bùi Hồ ha. Dạ. Ồ, xa xa mà thấy cái nón lá mà nổi nhất là của Út Nhất á cô bác quý anh chị. Đang nhổ hành kìa. Ở đây có những cái cây dây và cây ớt này hình như là nó muốn gần tàn rồi. Đó, ớt trái đẹp lắm. Cây ớt mà ở nhà có trồng một cây thôi là ăn vô tư luôn á. Út Nhất đằng kia. Ớt này hình như là gần tàn rồi hay sao á. Đây. Nhìn đẹp ha. Yeah. Mấy cái ớt này nó gần tàn nên Bùi Hồ có thể bước ngang được. Trời, ây da, dày quá. Dạ. Yeah. Ôi trời ơi. Cái cây ớt. Cây ớt này nó gần tàn rồi hả anh? Dạ, bước ngang dây không à. Dây nó cấn vô cái chân á. Ôi da, ôi da. Chào Út Nhất. Dạ. Họ bỏ dép ra đây ha. Mang dép vô nó ấy quá. Mang dép vô. Nay lội nước khó chịu quá. Chào chị. Sáng nay không nhổ hành được, được hả? Nè. Bánh bò. Ôi da lợn chứ. Người ta nói ủng hộ 100 triệu mà sáng đi làm không có cái bánh da lợn ăn kìa. Vậy hả? Ừ, nghĩ sao? Tháo khẩu trang ra cho đẹp đi. Sáng giờ làm được mấy tiếng rồi? Ủa sáng giờ cũng tiếng gần tiếng rồi đấy. Vậy hả? Là được 25 ngàn. Ừ. Trả cái bánh bò 5 ngàn. Bánh da lợn chứ. Thì bỏ thì sao cũng được. Chưa ăn luôn hả? Hợp nhất. Đi thấy như bánh nó qua quận đó. Ừ. Thì cái không có mua. Ra đây mấy ông anh cũng tiêu cực ở chỗ. Uống rồi hả? Ừ. Làm giỏi đó hả? Chuyện này làm cỏ ớt. Làm này để hạ gà giống mới đúng không? Nó khô đó, cái đầu người ta diêm hành xuống. Diêm hành xuống hả? Ừ, em trồng hành lại. Ừ. Sáng nay tưởng đâu quay Út Nhất được nhổ hành. Ừ. Nó bằng cỏ này cũng được. Ừ. Ôi cái cây đó là cái cây cần cua. Cần cua.
Ủa càng cua ăn ngon lắm không Nhất? Ừ, càng cua đang nhóc hết trơn. Dạ hả? Nhiều không? Nè, mình mong dài lắm, lòn lòn đúng mình mong. Ờ, hái rau càng cua chấm cá kho là hết sảy luôn á. Măng gì thấy cực không uống Nhất? Cũng thì cái nào cũng cực. Ừ. Mướn mà đâu có gì đâu khỏe mà quen rồi đúng không? Ừ, mình quen rồi. Ngày mai xin nghỉ ngày để mình đi ấy ha. Để làm sổ tiết kiệm. Ô càng cua ngon quá à, mọi người. Cô bác anh chị. Càng cua này nhiều quá ha. Cái này đâu được, đâu xịt sâu vậy đâu đúng không anh? Chưa, nhà em chưa xịt. Ô trời ơi, ấy càng cua này. Đem về nhà. Càng cua này ha mà đem về chấm cá kho là bá cháy luôn. Dạ. À. Thôi nghỉ tay ăn cái đi, Út Nhất. Cái chút rồi cái kêu nó nha em ăn luôn. Làm giỏi ghê á. Ô càng cua nó non non ghê luôn á trời, một bụi nó nè mọi người, cô bác anh chị. Ở ngon không? Ôi trời ơi trời. Nhìn càng cua tự nhiên cái muốn thèm cá kho liền luôn á. Đây nó mọc nhiều. Nhiều hả? Nhiều không? Nhiều dại đống nó. Bụi. Ừ. Có nay có anh Tú đi ra nữa kìa. Ờ vậy hả? Ừ. Ủa hồi. Anh Tú ra hỏi anh Tám coi đẹp trai không? Lại đây nè. Tám hả? Đẹp. Lại đây. Xích qua đây nè. Em chạm nút. Cái này làm như thế mà thấy mạnh sức khỏe. Thấy sao? Mạnh sức khỏe. Mạnh sức khỏe hả? Thấy ông dậy bỏ đây chạy bộ ông rất mạnh sức khỏe. Anh Tú. Anh biết rau này rau gì không? Qua đây anh Tú. Ngọt cua hả? Anh Tú. Ờ nhổ rau càng cua này đi anh Tú. Biết nhổ không? Này nhổ đi. Nói lại đây anh. Qua đây nè anh Tú. Ủa hôm nay không có nhổ hành sao anh? À bữa nay hành ướt hết, cái lá nó chơi. À. Ừ. Cái này mình làm cỏ để mà tủ dơm lại để vô cái mùa thu hoạch mới hay gì vậy? Ờ, cái này cũng như màn cỏ xong mới cái ôm ra cái đầu quay là cái xuống giống hành mà. Làm này có câu dời không? Nghe hổm gà nghe nói là làm câu dời dữ lắm Út Nhất. Hay á hả? Ừ. Cái này câu dời nó cũng rất là dễ. Dạ hả? Ừ. Sao dễ sao? Mặn này cũng như lai gai, người ta không có dĩ đón được. Ờ. Ông chủ lẻ cũng đâu có được. Ờ, ông chủ ông nghe kìa. Kệ ông nghe chứ biết sao vậy. Chị chủ giùm anh kìa. Nói vậy cho thương Út Nhất lắm, mọi người đều dành công việc cho Út Nhất hết à. Nói câu giờ vậy thôi chứ nói cái miệng vậy thôi chứ cái tay vẫn luôn làm á. Cái chét nó bén ghê á. À, bén cái dãy nó nhẹ cái tay. Nhẹ tay. Đồ ngời không Nhất hả? Ai Út Nhất nhỏ giùm mẹ cái cây lát nữa nhỏ giùm cái cây càng cua đó Út Nhất. Đó. Đây, dài đậm nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Ừ. Càng cua này đem về ăn. Ừ. Anh Tú biết anh Đồng biết ăn càng cua không? Biết. Lát nữa cho ông miếng. Anh Tú biết làm cỏ không anh Tú? Anh Tú đâu có làm bằng chét, anh Tú nhổ không à. Đúng không anh Tú? Lấy tài nhổ lên luôn á. Làm này buổi sáng hay là làm nguyên ngày Út Nhất? Làm buổi sáng. Buổi sáng hả? Ừ. Anh Tú thấy anh Tám không? Giỏi không? Giỏi. Qua đây nè ngồi. Anh Tám ta đi làm cỏ ngày có 25.000 ông ngày cũng uống 3 ly cà phê. Hả? À. Anh ngày uống 3 ly cà phê bằng anh Tám làm hơn tiếng đồng hồ. Thấy buồn không? Bữa ăn kiểu ăn xài ít lợi. Tháo khẩu trang ra đi cho đẹp. Tháo cái nịch cho đi. Mai mốt đi làm cỏ với anh Tám không? Dạ. Đi làm cỏ không? Không. Sao à? Này như mình ở không đi uống cà phê chơi mình đi tham quan coi vậy thôi. Sao không đi làm cỏ? Không, làm biến cái này. Làm biến sao có tiền uống cà phê? Thì mình cũng kiếm cách mình đi lâm mũ, mình kiếm tiền mình uống. Lâm mũ không làm biến mà làm cỏ thì làm biến. Làm cỏ này nó kiểu như bức ức luôn. Sao bức ức? Mấy người nó khỏe mạnh ra người ta dậy được, còn mấy người yếu yếu này dậy vô làm biến dậy
Anh yếu sao yếu, em thấy anh khỏe ghê. Không có chuyện đó, cái em nói là mấy cái người nó mạnh sức á, ta dậy được. Ừ. Còn mấy cái người mà yếu yếu lợn này, mấy cái chỗ này chịu không nổi đâu. Sao không nổi? Mình mới đi lại quán uống cà phê đồ cho nó khỏe gì chứ. Cái đựng gà này yếu yếu chịu nổi. Sao chịu nổi nói em nghe mấy. Là cái kiểu như anh Tám hiểu mạnh. À. Còn mình thì mình yếu, mình ra đây mình làm mấy cái vụ này không được. Em thấy làm cỏ nhẹ mà đâu có gì đâu mạnh. Thấy nó nhẹ chứ dãy nó nặng tịch rồi quên. Nặng hả? Ừ, nó dính két rồi nó dãy nó nặng, cái bề thế nó nặng lắm. Dạ yeah. Ừ, mấy cái người nó mạnh chức năng nó dãy được. Ví dụ? Mấy cái người nó mạnh sức á, đào lợi nó dãy được. Còn mấy cái người yếu yếu lợi đây dãy mà được mà đều nó có khoảng cách nó mệt lắm. Mệt, mệt sao? Mệt cái thân xác của mình. Ờ, mệt thân xác là sao em không nghe? Mệt là cũng như là mình không có nghỉ ngơi được mà cho nó khỏe đó. Ờ. Ra đây dãy nó cực khổ mà nó mệt lắm. Vậy chứ làm đồng tiền có gì đâu mà khỏe. Thì dù cho mà thầy biết anh nói như vậy rồi mà, nhưng mà cái bản tánh của tôi là mình đi kiếm mũ mình lụm uống cà phê cho nó nhẹ. Ừ. Còn mấy cái chuyện này mình vô chút xíu là nó mệt. Ờ, à, vô chút xíu là thà mình không lấy tiền sướng hơn. Ừ. Cái tôi nói là mới không chú ý. Thà mình không lấy tiền mà sướng hơn. Ừ. Chứ để vô đây chi mà cho nó mệt cái ăn xác của mình. Ừ. Anh nói chút mà ông không hiểu. Rồi anh nói vậy rồi anh nói thà ông đi kiếm chỗ bóng cây bóng mát gì ông tánh ông né ra ông đi ngủ luôn. Đừng vô đây. Sao kỳ á? Tại cái ý của anh sao thì tôi không biết mà, nhưng mà cái ý tôi thì nói vậy. Ừ. Làm ra ngoài này thấy nó cực khổ mà nó mệt tâm người của mình. Dạ. Yeah. Ừ. Thà là không có tiền chứ đừng làm nghề này. Thà mình không lấy tiền chủ sướng hơn. Ừ. Chứ mình lấy vô mình lấy tiền ba cái đồng tiền này vô đây nó mệt mỏi lắm. Chỉ có lụm một mũ là nó khỏe nhất. Ta đi lụm mũ cho nó nhẹ chứ. À, chỉ có là mũ là nhẹ nhất ha. Như mấy cái người ta mạnh sức á, ta vô đây người ta làm được. Còn mình mà yếu yếu vô đây mắc công, mắc linh. Mắc linh hả? Chuyện á, mình vô đây mình dãy mắc công lắm. Ừ. À. Cái tôi nói tôi, như mình đậu cái tiết trời mình nhìn cái máy móc mình biết. À, cái máy móc của anh sao? Là cũng như mình hà mình đi kiếm chỗ nào mình ngủ ngơi đồ cho nó khỏe chứ đừng vô đây mắc công mệt lắm. Vậy mà lấy tiền làm tiền mới không cực khổ. Nhưng mà không lấy. Ờ. Nhưng mà vì sao ngày hôm nay anh bỏ công ra anh không đi làm mũ mà vô đây với tụi em với anh Tám? Bị kẹt cắt nhà của má em ở trên á. Ờ. Cũng nghỉ ngơi đồ cho khỏe để mà qua cái đợt nhà này mới đi lụm vậy. Ờ, rồi vô đây thấy nó khỏe không? Hả? Vô đây ra đây cũng như mình đi xuống như này đi lễ để mà ra. Nhưng mà ra chỗ đám ớt nè, cỏ anh Tám là thấy khỏe không? Dạ khỏe. Khỏe là sao? Là coi anh Tám dãy vậy đó. À, chứ mình vô dãy là mệt. Vô dãy không được. Ừ. Theo bị anh Tám không được. Tùy không ngự. Ừ. Còn anh em cái tính mà... của anh Tám sao anh làm được hay vậy ta? Kiểu như anh Tám đây kiểu như ổng cũng gán không chịu chứ. Còn như anh em mình thì đi tham quan để mà quay phim có cảnh rồi chơi vậy thôi chứ đừng nên làm mấy cái này. Thì ừ. Bị tôi vô chùa vô miễu coi tai rồi. Ừ. là mình chỉ vô đây mình coi thôi chứ mình đừng làm. Đừng có nên lấy tiền chủ nữa không. À, là anh cho lời khuyên với em là vậy ha. Ừ, mình đi tham quan để mình coi chụp hình ảnh được. Ừ. À, chứ mình đừng nhúng tay vô. Đừng nhúng tay vô mới công mệt lắm. Bị tôi có coi vô chùa vô miễu tôi coi rầu. Coi tay ta nói sao? Ta nói thôi đi anh đi kiếm chỗ gốc cây gì đó. Để mà dựa vô ngủ cho nó khỏe cái ăn xác. Chứ nếu mà anh gờ vô hoài chắc tôi độ anh sống không họ. Gờ cái gì? Giống như gờ là giống như mình mấy cái chuyện mình ra đây mình dãy hoài đó. À. Dãy cái độ mà tôi sợ ông sống không họ đó. Là ông thầy ông coi gì ông nói vậy luôn hả? Ờ, nó chắc anh làm như vậy hoài chắc tôi độ anh sống không lâu. Rồi ông nói vậy rồi anh nói là sao? Tôi nói em cái tôi mới ta lời tôi nói hâu vậy là anh cứ đi kiếm cái bóng cây nào đó để mà tải chiếu ra để mà ngủ cho nó nhẹ bắn thân chút. Ừ. Chứ nếu mà anh làm việc này hoài chắc tôi độ anh sống không họ đó. Nghe nói vậy là mình thấy mình buồn hay mình vui? Ổng nói như vậy thì tôi mới giật mình. Ừ.
Ông nói vậy là chắc để con đi kiếm bóng cây quá. Ngủ cho yên giấc chứ. Cái sự con lo lắng hoài chắc. Chắc con sao? Chắc con sống không họ. Vậy là ai sướng hơn anh Tú đâu. Ông nói tự nhiên ông coi tay mà ông nói được vậy nữa. Ông nói tôi giật mình liền. Tôi nói vậy không? Để tôi né vợ tôi đi kiếm bóng cây tôi ngủ. Chứ sao ngủ với vợ? Nó nói anh ngủ mà với vợ hoài chắc tôi đổ anh sống không họ. Ngủ với vợ sống cũng không thọ mà làm cỏ sống cũng không thọ luôn. Bị tôi nhìn cái máy móc rồi tôi biết. Nhìn sao thấy sao nói nghe. Cái như mình kiếm bóng cây rồi mình dựa vô mình ngủ chứ nếu mà mình làm như vậy hoài thì sống không họ. Mình mà bộ mình sợ chết hay sao mà mình cứ tối ngày mình nói vậy à? Không phải sợ chết mà nhưng mà con gái bị mình đi coi thầy rồi. Mình nhìn cái bản thánh của mình biết. Chứ không phải mà cái chuyện mình đặt ra mình nói. Mà nhưng mà mình đổ cái bản tánh của con người của mình độ mình đón mình biết. Nếu mà anh làm như vậy hoài chắc anh sống không họ. Ông thầy đó ông coi ông có ăn tiền không? Không, ông nói chỉ là coi nham thôi. Coi gì? Ông nói chỉ là nhìn tướng coi nham thôi. Coi nham là sao em không hiểu? Ông nói coi nham là cũng như là ông nhìn tướng tá của anh là khỏi làm việc. Là chỉ ở không là có cà phê uống. Tự động là tiền nó lợi chứ khỏi càng làm việc. Sướng, ông nói vậy luôn hả? Ông nói là chỉ là đi quay phim chụp ảnh gì thôi chứ đi tham quan gì thôi chứ là anh sống nó mới dài. Còn nếu mà anh nhúng tay vào mấy cái công việc đó hoài chắc tôi độ anh sống không họ nữa. Ông nói là tự động tiền tới anh luôn. Ông nói tự động anh cứ khỏi màn tự động là tiền nó vô. Hay vậy? Tại tiết tự. Ông biết anh là khỏi làm tự động tiền nó vô quay phim chụp ảnh tham quan. Quay phim chụp ảnh tham quan thôi chứ nếu mà anh nhúng tay vô mấy cái công việc đó hoài chắc tôi độ anh sống không họ đâu. Rồi bây giờ anh độ là nếu như vậy thì anh không làm là anh độ anh sống được nhiêu tuổi? Nếu mà nếu mà mình không có làm mấy công việc này việc nọ mình kiếm 7-50 được. Năm chục tuổi. Kiếm bảy năm chục tuổi. Còn làm. Nếu mà anh làm anh nhúng tay vào mấy công việc đó hoài chắc là độ anh sống không họ. Khoảng nhiêu tuổi? Sống giỏi lắm 50. 50 mà đủ. Hay ngót phải không? 50 là đủ là kêu như là tầng ai khoai cũ. Tầng ai khoai cũ là sao? Tầng ai khoai cũ. Anh Tứ. Tầng ai khoai cũ là gì? Tầng ai khoai cũ là như anh trồng cái cây đó xuống dưới đất mà tôi sợ là anh lên không được. Nó nghẹt bét cái dưới hoài. Nghẹt. Nhẹt cái bét. Cái cây người ta trồng á là cái cây nó xuống được mà nó lên cao lắm thẳng băng à mới gọi là cây tốt. Còn mình làm như vậy hoài con người của mình nó chai khừ chai ngắt để cho người ta nghỉ ngơi để mà người ta đi tham quan được cho nó khỏe. Chứ làm hoài cái trần ai khoai cũ đúng không? Làm hoài cái con người của mình nó xuống sức. Nó xuống sức nó mệt mỏi mà con người của mình nó đâu có được yên giấc. Đúng không? Mình cảm thấy mình buồn ha. Con người của mình lại chơi tới bạn bè nó đâu có được vui. Để mình đi kiếm chỗ mà mình nghỉ ngơi mình ngủ ngơi cho nó con người mình nó mới nhẹ nó mới khỏe được. Còn ông tối ngày ông đi lợi chỗ người ta mà ông lo việc này việc nọ hoài chắc anh sống không họ. Nếu như mà sống thọ là khoảng nhiêu tuổi? Cái con người muốn sống họ là cái việc cũng như mình đừng có làm việc. Mình không phải từ từ đi kiếm chỗ mình ngủ mình đi quay phim đi tham quan đồ chứ mình lên mà mình cứ lo lắng mấy cái việc đó hoài đó. Là mình sống không họ. Tại vì cũng như cái số tiền con người của mình đó, mình lấy mấy cái số tiền đó là nó cũng ảnh hưởng về cái con người của mình. Anh Tám anh nghe anh nói vậy ảnh nãy giờ anh vừa làm cỏ anh vừa khóc rồi anh sợ anh sống không họ. Cái kiểu như hầu lúc nhỏ mình không có ham tiền ham bạc đó. Cái cây nó rất là mau lớn. Còn bây giờ mình lớn lên mình cần mấy vụ mà tiền bạc của người ta quá là cái con người mình nó làm như nó chai mà kiểu như nó chậm lớn. Như bị con, đi cái kiểu như con người mình mắc cái tai nạn mắc cái chuyện này chuyện nọ của cái thế gian mắc nợ cũng như mà mắc cái nợ đời của người ta hoài mắc nợ đời mình cũng phải đi tham quan để mà đi coi cảnh này cảnh nọ được cho nó vui cho nó khỏe nhẹ tụi mình đừng mình sống cho nó ý nghĩa để sống cho nó lâu dai chứ. Như anh Tám ảnh bây giờ ảnh sống thọ được không? Anh Tám hả? Anh Tám thì ảnh sống được
tùy theo cái sự con người của mình. Ổng bây giờ thấy là trần ngay khoai cũ lắm rồi đó. Tùy theo cái con người, nếu mà con người của mình hiểu biết được thì mình sống nó rất là dai. Ừ. Còn nếu mà con người mình chậm hiểu thì sống nó rất là mau. Ừ, chậm hiểu là sao? Chậm hiểu là cái con người của mình á, chậm hiểu là coi như mình lên trên hoài á, là mình bám sát vô cái sự dòng tộc dòng họ của người ta hoài á. Ừ. Là con người mình sống nó không dai, nó không có họ. Ừ. Còn mình đi chơi gì như vậy hoài á, đi tham quan coi cảnh dưới này hoài á, là con người mình sống nó mới họ mới dai. À. Còn mình cứ kiểu như mình lo nghĩ cái bộ óc của mình nghĩ mình lấy cái đồng tiền của người ta hoài á. À. Nó cũng có cái hư này hư nọ trong đó đó. À. Để mà cho làm cho cái con người của mình sống nó không có cái hư cái chắc gió. Ừ. Mà sống được nó không có được dai. À. Đúng không? Con người mình hồ lúc nhỏ đó mày không? Sống nó rất là mau lớn con người. À. Còn nó có cái hơi tiền vô rồi làm như cái con người của mình sống nó không có được dai, không lớn nữa. À, mình lấy cái số tiền nữa mình đi làm cách này cách nọ đồ cho cái thế gian con người của mình nó ngủ ngơi đồ nó cũng không được yên giấc thì sống sao họ được. Đúng rồi. Chỉ có ở không là mới thọ đó. Ờ, ở không rồi mình nghỉ ngơi cho nó khỏe nó mới thọ được. Rồi ở không rồi tiền đâu ăn? Hà tôi đói sướng hơn chứ cái vụ mà đi lợi đến đó tôi không ham. Hà tôi đói tôi chịu. À. Cái nghĩa tôi muốn nói là như vậy. Ờ, Hà đói tôi chịu với anh em tách thuyền tôi chịu với Hà đói tôi đi ngủ. Lợi tao đó ăn uống nơi nơi say xỉn rồi tôi cũng ít. À. Thích cứ mấy việc đi ngủ nơi à. Đi lợi kiếm chỗ này chỗ nọ đi ngủ gì tôi chịu. Anh Tú ngày xưa không có đi học mà sau đó chuyện y gan là giáo sư anh Tú. Tại vì cái này cũng như nhờ gần nhà chúa ban phép hả? Chúa ban phép cho mình. Thành thử mình nói chuyện nó hơi bị thông đúng không? Để mà đi lỡ tới anh em để mà nói cho nó cho có cái sự hiểu biết của việc lời chúa đồ chúa ban cho mình. À, mặc dù là mình không có đi học nhưng mà mình vẫn hiểu biết. Hiểu biết cái sự chúa ban. À, là như anh Tám về có lời khuyên nào với cho ổng không? Thì tôi cũng nói với anh Tám nó cũng gần ở đây. Ừ. Ở dưới cái miền đất xứ sở của mình ở đây. Ừ. Để mà sống cho nó họ nó dai. Ừ. Chứ anh Tám làm kiểu này hoài chắc sống không thọ. Giống con người cũng làm mấy cái việc hoài với hư hình hết. Không nghe là tôi kiếm dựa vô gốc cây nào để ngủ nghê rồi tới giờ đi không quen coi cảnh gì được. Là tụi em nghe lời anh vậy ha. Ừ. Có nghĩa là cầm cái máy đi chụp ảnh rồi đi, không ai ngủ. Ừ, đi khai chụp ảnh rồi quay phim rồi để mà chụp ảnh này đi lỡ bóng cây đồ đó lỡ cái mình dựa vô mình ngủ nghe gì nó khỏe. Đúng không? Ừ, còn mình đi làm việc đi hoài là nó rút cái hư vô là nó sống không có họ. Rồi nguyên một cái thế giới này không ai làm người tiền đâu ăn cơm, tiền đâu uống cà phê. À, tôi nhịn đói mà nhưng mà có cái tôi đồ có biết tôi đi lại thầy mà tôi coi gầu tôi nhìn cái bản tánh tôi biết à, mình ở không à. Mình lên tên làm cái gì à? Cái số mình sinh ra được sung sướng không phải cái số mà nhưng mà tôi cũng đi dò đi nhìn tôi xem tay được xem tay số xem bối được xem tay coi xem tay hôm nay coi xem tay xem bối là con người của mình là coi như là mình con người mình cứ việc ở không đi để tôi nói anh kinh nghiệm lại. Ừ. Anh ở không đi quay phim hoặc là xem ảnh gì đó. Ừ. Anh cứ việc đi kiếm chỗ ngủ ngơi cho nó khỏe đi. Ừ. Anh quay con người của mình quay phim vô nó rất là đẹp. Ừ. Còn nếu mà mình mà đi lên trên mà mình lo lắng mấy việc này việc nọ hoài chắc tôi độ chắc mình sống không thọ đâu. Hôm nay thấy sống thọ không? Bị xem tai rồi. Không sống thọ không? Sống thọ không anh? Dạ họ. Vì sao? Cỡ nhiêu tuổi? Hả? Em cỡ nhiêu tuổi? Cái con người của mình theo tôi độ có cái con người của mình sống con người mà ấy của anh chị độ sống con người khoảng nằm cái dạng như là 80 đồ được. Ý ghê vậy? Dưới trời. Còn em? Anh thì cũng như vậy nằm cái dạng 80 đồ. À 80 ha. Dạ. Con này chắc còn có 20 50. Cái gan này anh Út thì cũng cái gan như 80 vậy đó. Không gặp ổng đi theo ông có mấy gái không? Không bị kiểu như anh ít làm việc thì sống họ.
Nhưng mà hôm ngày ổng đi theo anh, ổng có mê gái không? Không anh... Sao ổng nói anh mê gái quá vậy? Tôi hả? Tôi rằng tôi nói vậy mà, nhưng mà tôi không có dám làm như vậy, đúng không? Tôi lo tôi đi kinh không mà tôi không dám làm mấy cái việc như vậy. Thì tôi có cầu xin cầu nguyện thì Chúa mới ban ơn cho tôi, đúng không? Quá giỏi. Chỉ là nói thôi chứ mình không có dám làm như vậy ha. Bị mình cũng có đi lễ cầu xin, thì mình cũng cầu xin cầu nguyện với cha thầy. Cha thầy người ta mới nhầm lời, người ta mới cho phép mình. Hồi đó giờ tụi em mới biết anh Tú là có biết coi tay coi bói luôn á trời. Ở không là tự tiền nó vô luôn. Không. Ta đưa máy vô quay gì cái tự nhiên tiền nước ngoài nó vô. Thì mình nó không như vậy là quay phim đồ đi tham quan đi chơi cái gì được, chứ con người mình giờ lớn lên mình đi làm việc nó mệt mỏi. Làm như nó mắc cái sự nó không còn như hồi ngày xưa nữa. Giờ đi kiếm bóng cây rồi mình ngủ gì được. Trong khi anh ngủ là ta kiếm được biết nhiêu tiền rồi. Thấy anh Tám lụi cụi thấy tội nghiệp anh ghê trời. Em thấy tội nghiệp anh Tám ghê á. Sáng nay anh đi làm anh ăn bánh bò không, ông ăn cháo, ông ăn bánh da lợn. Vậy mà tôi thích mấy cái người tôi khóa theo cái ý của anh sao thì tôi không biết nha. Chứ cái ý nghĩ của tôi là tôi muốn đi kiếm chỗ mà cái bóng cây gì đó đi ngủ ngơi gì đó, tôi chịu. Rồi ví dụ như cái cây ớt đó mình ngủ được không? Không, mình kiếm cái bóng cây cái tàn cho nó lớn để mà cây ớt này sao không được? Cây ớt bị cái tàn nó nhỏ, mình đi kiếm lại mấy heo mấy cái vườn cây như vậy đó. Để mình dựa vô mình ngủ mình nghỉ ngơi cho nó khỏe, chứ mình ham tiền hoài chứ tôi độ chắc sống không họ đó. Đúng rồi. Mình lấy tiền mấy cái số tiền của người ta mà mình lo mình đi ăn uống mấy việc này việc nọ hoài chắc sống không thọ, sống không dai không lâu. Bị theo cái nhà kinh nghiệm của tôi biết. Rồi mình đi cái kiểu như cái con người mà quá thấy cần tiền. Đúng rồi cần tiền quá là sống không nổi, quá rồi nó sanh ra tầm bậy tầm bạ chứ không phải gì. Sanh ra tầm bậy là sao? Cái kiểu như con người của mình cũng như ham tiền mà để mà lấy đòi hỏi mấy việc này việc nọ trong cái thế gian quá đó. Nó sanh tật sanh chứng ra chuyện này chuyện nọ. Em còn mấy chục ngàn là hết luôn rồi. Em bây giờ em hết ham tiền rồi, em cho anh uống cà phê luôn. Lấy không? Không, tôi không lấy luôn. Sao ạ? Không. Chào anh Tú. Không, em không lấy đâu. Không lấy tiền đâu, uống cà phê anh. Không. Lấy gì lấy bây giờ không? Làm như con nghe anh Tú nói hầm như em cảm nhận là con người em hết ham tiền luôn, cần kiếm gốc coi cây em ngủ. Không lấy đâu, không lấy. Sao hả? Không lấy. Lại sao hả? Cái chuyện gì mà đáng lấy mình lấy, còn mấy cái chuyện nó nhỏ vặt mình đừng có lên lấy cái số tiền. Lại như đây là không đủ tiền uống cà phê đúng không? Lấy thêm đúng không? Vậy cái này ít quá ha sao anh? Chơi sao? Cũng như cái chuyện gì người ta đáng gỡ đến cái việc gì mình phải mình lấy, còn phải thôi chứ mình lấy của anh em gì nó khó coi luôn. Chắc sống không thổ. Lấy của anh em gì hoài làm như cái tâm linh mình nó không có được hên. Mình không lấy nó mới hên, chứ mình lấy của người ta hoài nó không có được hên. Không được. Hình như là gửi tiền Việt anh không thích lấy, anh thích lấy tiền đô hay sao á. Người ta lấy cái số tiền nào đáng lấy là ta lấy cần mấy việc mà cho lớn cho nhiều ta lấy. Ví dụ? Họ lấy mấy cái nhỏ nhặt này làm như cái tâm hồn nó không linh. Nó không linh hết. Tâm hồn nó không linh hả? Tâm hồn của mình làm như con người mắc cũng như là không mắc cái gì giữa cản đảng. Khó chịu. Mình không lấy cho nó nhẹ chút chứ. Mình không lấy cho tiền cho nó, con người của mình cho nó linh thính. Chứ không phải là quay phim lấy nó kỳ, để chút xíu nữa ốp máy mình lấy ha, tắt máy cái mình lấy. Không, con người của mình không lấy tiền của người ta nó mới linh, chứ mình lấy tiền hoài chắc đồ chắc không linh. Dễ thương. Đi coi thầy coi bà chắc không linh quá. Làm thầy bà mà lấy tiền ta vậy giữa đường vậy là thấy nó kỳ. Lấy hoài chứ không linh. Người ta đáng lấy là lấy cái số tiền mà như giả tại như chơi với bạn bè có quen ảnh hưởng gì tới cái vùng nước ngoài á. Ta gửi vô nhiều cho mình thì mình lấy. Còn chút ít mình lấy của anh em sao linh hính được. Ta lấy là lấy cần cái việc 20-30 triệu, 5 triệu, 10 triệu gì lấy. Còn lấy những cái chuyện nhỏ nhoi lấy chị nó cái tâm hồn của mình nó không có được linh. Rồi mấy chục triệu đó anh lấy để làm gì? Thì lấy cũng như mình là cũng như là thấy cái dùng nước ngoài ba cái số tiền đô đó. Rồi mình mới cần mấy số tiền đó mình lấy về rồi mình để thí vậy đó. Lấy thí á hả? Rồi lấy vậy rồi sống thọ không ta? Chừng nào mình có cái dịp gì vui mình đi chơi đi tham quan đi coi cảnh gì thôi chứ
mấy cái đó mình ăn vô cũng đâu có được cái gì, phải không? Ừ. Mình là cái người tu hiền mà ăn chay mà đâu có dùng mấy cái số tiền đó được. Ừ. Ăn chay luôn hả? Ờ, lấy để đó cho nó hên. Ăn chay là sao? Ăn chay là cứ như mình tu hiền á. À. Mình tu hiền. Ăn chay là mình ăn tàu hũ hay là sao? Ăn chay là cũng như là mấy cái chị ở nước ngoài ta có ăn học đó. Người ta mới cấp lương cho mình là mấy số tiền đô để dành gỡ vô trong mình để mà cho mình, để mà mình để dành để mà làm kỷ niệm chơi gì thôi, chứ dòng mấy cái chuyện mà ăn uống nhầm nhò gì. Ừ. Hết thì họ ăn, còn hết mình đi ngủ cho nó khỏe cuộc đời. Đúng rồi, anh Tú nói nhiều câu cô báo anh chị đấy. Đó là anh chơi với bạn bè là mấy cái việc chơi á, để tôi nói cho anh nghe là quen mấy cái bạn bè là như người ta quen hăng, người ta có ăn học hăng thiết với nhau để mà quen mấy cái người ở vùng nước ngoài á. À. Người ta gỡ ấm vô, người ta cho thì mình lấy, còn người ta không cho thì thôi mình đừng có nên lấy. Ừ. Tại vì người ta bạn bè của người ta đã có ăn học chung, người ta nói chuyện qua lại với nhau người ta hiểu. Ừ. Còn mình đã nghèo, mình mấy chị ở nước ngoài người ta cho thì mình lấy, còn mình ta không cho thì mình làm hinh làm hới kiếm chỗ ngủ. Ừ. Nhà có người ta cho còn không có thôi, chứ mình đòi hỏi của người ta chi hoài, phải không? Ừ. Mình lấy mấy số tiền đó làm chi, làm được gì đâu, đúng không? Cái con người của mình lấy như vậy nó cũng không có được hên. Cái con người của mình mà kiểu như cần thiết cần tiền quá, nó sống nó cũng, nó con người của mình nó cũng không có cái hên, không có phát triển được, nó không có phát triển, nó không có cái hên. Ờ, chứ nó đâu lớn được nữa. Ờ, cái con người của mình nó đi ngủ, đi kiếm rừng cây đồ ta ngủ. Ừ. Mình lấy tiền con người mình lấy tiền hoài rồi sống nó cũng không, nó không có hên. Đâu, anh cầm chét của anh Tám anh làm thử rồi anh Tú. Ờ. Thiệt luôn á, anh cầm chét anh làm thử rồi, cho nó anh Tám cho em mượn làm cái. Cho mượn để đó. Con người của mình không có cần tiền hơn. Qua bên đây nè, qua bên đây có cỏ kìa. Anh Tú qua đây nè. Còn con người mà ham muốn quá nó là mắc cái sự linh. Ừ. Linh thính. À, ô anh Tú làm được mà. Giỏi chứ. Lấy tiền của anh em bạn bè ngoài nó đâu có cái sự linh. Ừ. Ừ. Làm giỏi ha. Theo mà cái sự tôi nói là mới mới anh cũng kinh nghiệm lại rồi. Con người mà ham muốn tiền bạc quá nó cũng mắc cái linh của mình. À. Mình làm cỏ này chi anh Tú? Còn cỏ để cho nó sạch. À, chi à? Trống chỗ để mà người ta trồng cái khác gì đó. À, trồng gì? Người ta muốn trồng cái gì, những gì nó thích nó trồng. À, ta trồng để ta bán người ta ăn hả? Ta trồng để mà thì người ta cũng kinh nghiệm, người ta trồng cái gì đó để mà đem lên chợ được á, cái người ta trồng. Ờ, nay hai anh em làm cỏ luôn trời, thấy làm thấy yên quá Úc Nhất, giỏi ha. Mai mốt anh Tú đi làm với Úc Nhất luôn đi. Trời ơi trời, làm giỏi chứ Tú. Sao hả? Mai mốt đi làm với Úc Nhất luôn nha. Sao vậy? Cái ông sao tôi biết chơi, tôi không làm gì. Tôi làm cho mấy anh quay phim chơi thôi hả? Đi hàng tám để giúp đỡ cho ông gì không? Chứ lấy tiền này cũng không hên hả? Cũng không ham. À, lấy nhiều lấy chứ tôi cũng ham. Ờ. Ông ham lấy luôn ha. Ờ. Cái chuyện ông thích thì ông cần thì ông lấy, còn cái chuyện của tôi thì ý nghĩ của tôi nó khác, còn ý nghĩ của ông nó khác. Ừ. Ý nghĩ của tôi thì đi kiếm rừng cây tôi ngủ. Còn ông muốn lấy bao nhiêu ông lấy tùy ông. Ừ. Chứ tôi thấy làm cỏ này hình như tôi thấy không bị ham mà hả? Màng con người của mình màng được mà, nhưng mà mình lọt vô đây hoặc mình màng vô sợ nó sống không họ. Ừ. Chứ làm thì vẫn làm được đúng không? Làm được nhưng mà nó sống cái độ dai của mình không có. Tôi nói là như vậy. Nói mà màng không được, con người mình tranh gia ai cũng phải màng làm việc thôi, nhưng mà trời, lọt vô đây rồi màng ăn rồi sống được chứ không họ. Con người mình sinh ra ai làm không được đúng không? Làm được mà, nhưng mà có sợ sống không lâu. Ừ. Làm kiểu này hoài chứ sống không thổ. Đúng không? Ừ. Là làm này là làm phụ anh Tám thôi chứ có không có lấy tiền nữa đúng không? Cái này cũng như ra để mà mình dãy, để mà coi cái sự cho nó đẹp, cái sự cảnh của anh Tám vậy thôi. Ừ. Có nghĩa là con ra dãy để cho coi cái đẹp cái cảnh của anh Tám thôi ha. Ừ. Chứ mình không lấy tiền. Lấy tiền của
Ừ. Trời làm sạch do luôn trời. Ai nói Tú không biết làm thôi, cô báo cái gì vậy? Thấy dễ thương ghê á. Lắng lẫy luôn rồi nè. Nhỏ mã nó kêu chạy vô cảnh. Ừ. Thì chút xíu xong đi. Thiệt luôn á, lần đầu tiên mà thấy anh Tú làm gì thấy cưng ghê á. Làm đi anh Tú, lát nữa em trả tiền cỏ cho. Thôi, con lấy đâu. À. Dạ. Mình vô liền. Đợi em vô luôn. Làm hết cục này đi, mình nghĩ anh Tú còn có miếng nữa nè, vài cộng nữa để cho anh Tú làm đi. Anh Tú làm. Anh Tú hay ớt vẫn hay nha. Làm cỏ vẫn hay nha mọi người, cô bác anh chị. Hôm hổm thấy hai ớt rất, cũng rất là lẻ. Nhưng mà vì cái việc mà ảnh tranh thủ, ảnh chờ sống không sống. Anh làm biến làm. Ông nói việc này không phải việc của ảnh. Ừ. Làm thì được, con người ai cái làm cũng được đúng không anh Tú? Ừ, mà đừng có vô đây mà đó, sống không họ. Chỉ theo chứ khỏe. Không, anh Tú làm hay lắm trời. Làm hơn Út Nhất luôn á. Đây, cái tay lẹ lắm nè. Trời ơi trời, hay dữ hả? Rồi làm hết buổi này là anh Tám vô luôn đúng không? Út Nhất, mai mốt anh có đi nhổ hành á, dắt anh Tú đi theo làm luôn. Chịu không anh Tú? Anh Tú ơi, à? Mai mốt Út Nhất đi nhổ hành là dẫn anh theo luôn nha. Chịu không? Dễ thương ghê ha. Anh nói một câu mà mình nghe mình ngỡ ngàng, đó là sinh ra ai không biết làm, tại mình dướng vô con này sợ sống không, con đường này sợ sống không đỏ thôi. Ừ. Đúng không anh Tú? Chứ ai cũng biết làm đúng không? Nhưng mà anh Tú làm công việc gì cũng vậy, rất là chuyên cần á anh Lộc Đồng. Làm là tập trung vào công việc hết. Rồi còn mấy cây nữa nè. Rồi làm xong mình đi vô ha. Mình kiếm gốc cây nào đó mình ngủ. Anh Tú đi vô đi uống cà phê hay là đi kiếm gốc cây ngủ hả anh Tú? Ăn cái bánh da lợn đi. Đưa không. Đưa bánh da lợn cho mấy chị ăn đi. Dễ thương ha. Dễ thương. Rồi hết rồi. Dạ. Ăn đi, ăn cho tao coi coi thử không ăn sao đâu. Được ủng hộ mà sáng nay vẫn không có mua bánh bò ăn được rồi, da lợn ăn được mà. Da lợn mềm. Cũng đói gì chứ. Tặng cho. Ngon không? Ờ tặng cho con hả? Ừ. Ôi trời ơi, da lợn ngon không? Ngon. Tặng sáng nay ăn được. Người ta nói ủng hộ các nhà đồ khang trang mà đi ăn bánh da lợn, ta phải ăn phở đồ vô. Ừ. Không biết mấy cái này mềm ăn được, chứ mặn ăn này cũng đi ước thiết thường mua này nè. Sáng tính mua bắp cạp ăn rồi. Ừ, đó ăn được, nhớ em mua cạp ăn được. Hôm qua còn một ấu tính đem qua cho anh ăn à. Ừ. Sao ạ? À? Chọc không có ăn. Chọc ông nhất rồi. Ngon ha. Bánh này ngon. Mấy cô dùng bánh da lợn đi. Dạ. Cô ít lòng nhiều. Cô ít lòng nhiều. Rồi để cho Út Nhất ăn ngon ha. Ăn xong rồi mình đi vô. À, cái con người miền Tây á phải nói là phóng khoáng vô cùng. Mình ra đây mình nói có mấy cái rau càng cua á cô bác của anh chị. Rau càng cua nhỏ nhỏ như thế này nè. Thì ông chủ đi hái luôn kìa. Chú, hái tặng con hả? Rồi, hái tặng luôn. Đứng chút đi, giờ hái thiệt chúng ta hả? Dạ. Hái nhiều chút hả? Dạ, con cảm ơn ha. Ôi, đâu phe mình không ơn. Phe mình không ơn. Dễ thương ghê không? Ở người miền Tây khốn khoáng lắm. Ở miền Tây là rau với lại cá nhiều lắm. Nên về đây là cứ thoải mái. Sáng nay thì ông chú ông đi chen theo mấy cái bùi ớt, bùi cỏ để mà hái cho bùi hồ á. Thì cũng qua video clip này chân thành cảm ơn tất cả các cô bác, quý anh chị, tất cả các mạnh thường quân đã xem video clip đến thời điểm này. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác, quý anh chị sau khi mà nhận cái bọc này nè.
rồi. Dạ. Mà càng cua ở đây tốt ghê chú. Càng cua ở đây tốt ghê. Ở này tự nhiên mọc mà. Dạ. Dạ. À. Cái dầm ngoài đó qua nhiều lắm mà qua nhổ thì hết cái đó, cái gò nó lên nhiều lắm đây. Dạ. Lâu lâu là có người ta nhổ không chú? Không, kiểu như sớm ai ăn biết ra nhổ thôi, còn chút bé không nhổ. Dạ. Nhưng mà nhổ chút đỉnh ăn thì có. Dạ. Còn nào ngay nhổ đi bán thì cũng có, cực. Cực lắm. Càng cua này ăn với thịt bò hoặc là làm gỏi cũng được. Hoặc là ăn với mì gói cũng được. Bị này nó lớn chưa kịp nè. Mình hơi gấp ăn chứ anh này để vài bữa nó ngon lắm. Dạ. Nè nó mới lú lên nè. Dạ. Em ha. Qua mày nói được bánh mà bánh. Dạ nhiêu được rồi chú ơi, nhiều quá. Nó vậy cho nó tớp dữ lắm. Dạ. Mình đặt nó còn tớp nữa mà. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nhiều. Rồi có gì đâu. À chú sức khỏe ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô bác của chị ở video clip sau.